Không vũ này đã chuyện này à? Nó biết gì? Thế anh nhé. Bóp đấy lên Google gì? Có tiếng Trung á. Có tiếng Trung còn lên Google dịch tiếng Việt. Nhập hoàn được đúng không? Giờ nhập hàng được nghe thì cần thẳng tiếng Trung, có tiếng Trung có bật lại cho nó xem luôn chứ cần gì. Nó dịch tiếng người dân Trung luôn mà Google trên net giảm nhiều đó. Không, mình dẫn tiếng Trung nó luôn. Giời, thế mới giỏi. Nó biết gì mình dịch ra mình nhớ biết lại bóp Google cho nên sẽ bóp ra cái sở hữu phải người chúng nó mình bé này người chúng nó mình tự biên tự diễn luôn đó, ví dụ là thiếu là dịch sang bên nó là thiếu gì là nó không thể không thể được. Gần mấy giờ mình mà nó chỉ cái đất nước nó là khoảng 30 giờ 30 giờ thì nó tầm giờ nó tầm như nó Google không có này. Không phải nước nước nó cấm luôn nó tin qua gì nghe đi qua gì không chưa ném vẫn nó chưa có mà chưa có Google luôn Google Chrome Google các kiểu nó không có hợp tác tại nó đất nước nó có hẳn kênh Siri riêng mà nó không cần Google để nó mình nó phát triển ở đấy đất nước nó thích có kiểm soát các thông tin. Đưa phần động ra ngoài được rồi thì nó không kiểm soát được à?
Thank you.
có cả người Việt. Đó là bán cửa hàng.